Tokyo dọn dẹp sau đợt tuyết rơi nặng nhất trong 13 năm, tin từ Tokyo. Tokyo đã bắt đầu dọn dẹp vào ngày hôm nay, một ngày sau khi thành phố bị ảnh hưởng bởi đợt tuyết rơi nặng nhất trong 13 năm. 27cm tuyết rơi đã được ghi nhận ở Tokyo vào ngày thứ Bảy, làm cho hàng trăm chuyến bay và dịch vụ đường bộ và xe lửa bị đình chỉ. Trước đó, chính phủ đã ban hành một cảnh báo bão tuyết nghiêm trọng, kêu gọi người dân ở trong nhà. Đây là lần đầu tiên mà thủ đô Nhật Bản bị một cảnh báo như vậy trong 13 năm qua. Phương tiện truyền thông địa phương cho biết là ít nhất 550 người đã bị thương do tai nạn liên quan đến tuyết trong khu vực Tokyo. Mặc dù bầu trời có nắng sáng tại Tokyo vào ngày hôm nay, nhưng dự báo thời tiết cho biết là sẽ có thêm nhiều tuyết rơi ở miền đông Nhật Bản trong những ngày tới.